Nếu Yến trả lời đúng là anh tặng Yến bài hát. Nếu Yến trả lời sai, anh tặng em một bài hát. Ok luôn. Ok, okay luôn. Ok xù luôn. Chắc không. Đúng rồi. Hay quá trời. Đến với lượt thứ nhất nha. Này, anh em tả được lại của đúng nốt, đúng tông, đúng khẩu hình của Minh Sang này. Thiệt sự luôn á. Em thấy người ta làm cũng bình thường mà chị làm thế nó ghê. Không thiệt. Thiệt sự. Hãy dự đoán cho Minh Sù biết ca khúc này là ca khúc gì. Trời ơi. Ủa nhưng mà dễ bị gài dễ gì chương trình mà gài dễ vậy. Đúng rồi. Đó là chơi hiệu ứng tâm lý ngược á. Đúng. Làm cho mình nghĩ là ồ sao nó dễ vậy. Đúng. Chắc không phải gì đâu. Cái mình đúng. Nói là qua ngày mai. Nhưng mà rồi, thực ra cái là... tên nó là qua đêm nay. Đúng rồi. Mà em chưa có gợi ý luôn á. Anh chị dự đoán dữ vậy. Ủa bởi vì đâu có bài hát nào mà tự dưng có cái từ đó ngay đầu tiên đâu. Đâu có bài nào vậy. Có mỗi cái bài đó vậy thôi đó. Ồ vậy hả. Vậy thôi nói gì nữa. Đáp án A qua đêm nay. Đáp án B qua cơn say mời. Mở đi em. Cuộc sống mà. Đúng. Không lẽ không lẽ mình không biết bài này. Đúng. Riêng mà sói mới đi ra. Chị nói em nghe nha. Một cường. Nghe hiểu không. Cái này chắc chắn là sói cửa B luôn đúng không. Trời. Chắc chắn luôn đúng không. Trời. Em trả lời chị. Chắc chắn. Đúng nhận sai cái chị. Đúng. Ông nhận. Nhận. Ờ chị mở cửa A đó. Ủa. Tính ra mẹ ra không hết hồn luôn á. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Đội mình đã có thêm 20 điểm nữa. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Hãy cho biết hai câu hát đầu tiên trong bài hát Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi là gì? Của anh Ngưng Hoàng Phúc ngày xưa đúng không nhỉ? A. Bao hẹn thề giờ người đã quên hết. B. Bao mộng mơ ngày nào đã tan vỡ. Ngày nào đã tan vỡ. Bao hẹn. Ai hẹn. Bây giờ tên chung. Ngày nào đã tan vỡ. Để nhạc sĩ ra. Nhạc sĩ vô. Thôi. Lựa. Anh ơi, em nói thiệt nha, nhạc sĩ mà mình sai là mình cũng kỳ lắm nha. Đâu, mình đâu viết bài đâu, này đâu, mình sợ. Đâu em, đâu phải bài mình đâu. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Mình cũng đâu có hát bài này đâu, mình sai là thường mà. Rồi. Dừng lại, dừng lại. Ủa, mình chạy đâu? Chạy thôi. Cái gì vậy? Ủa, bắt lộn người hả? Bắt lộn người đi. Trời ơi, trời ơi. Bao hẹn thề giờ người đã quên hết. Cất bước quay lưng ra đi không nói câu tạ từ. Bỏ lại tôi một mình giữa đêm vắng. Lòng nghe cô đơn lạnh giá. Bài này lâu rồi cho nên là mình kiểu sẽ ngờ ngợ đó. Nhớ mang máng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Yes. Trời anh. Trời yes. Anh. Yes. Ủa khoan nha, câu này câu cho điểm chứ còn nói gì nữa. Sáng tác của anh mà hôm nay nó không biết. Đúng rồi, sao không sai được. Em nói đi bài gì. Mà bài này rất hit luôn. Bay giữa ngân hàng. Trời ơi, của anh yes. Nam Cường, em chơi thân với anh Nam Cường luôn anh. Trời đất ơi. Hãy cho chúng tôi biết. Bay giữa ngân hàng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Yes. Nét đẹp ngây thơ của cô gái được ví như gì? A. Trăng. B. Sao. Bài anh. Em chơi thân nhưng mà cái khúc này em hơi lâu rồi em không nhớ. Bài này anh viết lâu rồi. Quên để nhẩm lại lời. A là Trang, B là sao? Chị Yến vô. Không được ý anh Trung, không được ý. Chị Yến vô. Ủa anh không được trả lời luôn. Ủa? Hả? Không, bây giờ tới lượt của chị Yến. À, cái này là câu kiểm tra tình bạn đúng không? Đúng, câu kiểm tra tình bạn. Em nhớ không? Xem anh, là... Từ từ để em quay lại cái câu như nào nhở. Vừa nói là rất thân với Nam Cường à. Đúng. Trăng hay sao? Nếu Yến trả lời đúng là anh tặng Yến bài hát. Trời ơi. Ê chị ráng trả lời đúng này Phan. Nếu Yến trả lời sai anh tặng em một bài hát. Ok luôn. Ok luôn. Biết là mình vẫn còn một bài mình chưa ra nhưng mà tiếp bài nữa.
Sao tự dưng khúc nào mà Yến thắng Yến thua tự dưng mọi người đều có lời mà em lỗ vậy? Chị thắng là chị có một bài hát. À thế hả? Ừ. Chọn đi, A là trăng, B là sao? A là trăng. Đúng. B là sao? Sao? Bài hát em luôn, anh tiếc bài hát em là cái chắc chắn luôn. Chỉ là do ánh mắt